Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An kết luận trong đợt mưa lũ khiến hơn 1.200 nhà dân ngập sâu từ 1 đến 5 mét, thiệt hại khoảng 180 tỷ đồng. Các nhà máy thủy điện còn bị động trong việc dự báo lũ. Ngày 1 tháng 11, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho biết đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc vận hành xả lũ của các đập hồ chứa Thủy điện Châu Thắng, Nhạn Hạc trong đợt mưa lớn từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023. Đoàn liên ngành xác nhận công tác dự báo của nhà máy còn bị động trong công tác dự báo lưu lượng nước về hồ, nên chưa thực hiện được thông báo cảnh báo sớm cho vùng hạ du. Việc phát hành thông báo chưa có kết nối chặt chẽ. Trước đó vào ngày 26 và 27 tháng 9, mưa lũ kết hợp với việc các thủy điện đồng loạt xả lũ đã khiến huyện Quỳ Châu, Nghệ An thiệt hại nặng. Cụ thể, mưa lũ đã khiến hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1 đến 5 mét, trên 5.000 người dân phải di rời, có 3 xã, 6 bản bị cô lập hoàn toàn, 7 điểm trường, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập sâu, hơn 1.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra là gần 180 tỷ đồng.